xin chào tất cả mọi người à, thì à, hôm nay thì mình có một chút xíu chuyện nó hơi buồn mọi người ơi à, mọi người nghe mình à, tâm sự một chút xíu ha thì à, hôm qua với hôm nay đó thì mình có được bu điện người ta liên hệ với mình là mình biết được là có tầm khoảng cỡ mười mấy người à, đã hủy cái đơn hàng và không có nhận cái đơn hàng khi mà đã đặt mua của mình ở trên ở trên web ha mọi người ha thì uh, đó là một cái điều nó cũng rất là buồn mình xin nói một chút xíu như thế này cái chuyện mà kinh doanh buôn bán mà bị bơm hàng này nọ đồ thì chắc những người ở việt nam chắc là cũng khá là rành mà chị nói rồi nó rất là bình thường nhưng mà mình nói mọi người á mình bán cái hàng này á, ngay từ đầu mình cũng đã nói rồi không phải là vì mục đích kinh doanh không à, mình bán đương nhiên mình phải có cái tiền lời để mình mua thêm nha mình mua thêm đồ đẹp cho bé bơ cho vợ mình hay là mua thêm đồ ăn này nọ trưng bày tết này nọ cho cái cho cái cho cái tết nó sung túc thêm thôi đó chứ nếu mình không bán cái này thì cái cái mùa Tết của mình nó vẫn diễn ra ok cái tiền mà cái tiền YouTube trả cho mình á, thì vẫn cho mình một cái một cái mùa Tết nó cũng vui vẻ chứ nó cũng không có gì cả. Thành ra là mình vừa bán hàng và mình vừa trích tiền ra và mình cũng làm cái quỹ 30 triệu ha. Sắp tới đây là cũng gần 10 triệu với anh Dương Minh Sơn nữa tổng cộng trước sau là cũng 40 triệu để mà đi làm từ thiện. Đó là mình trích cái tiền lời trong cái bán hàng ra. À, thành ra đó thì ở đây mình nói một chút xíu mình không có trách những cái bạn mà bơm hàng của mình mình cũng chỉ hơi buồn thôi mọi người mua mua hàng của mình thì chắc là mọi người yêu mến mình á thì nên thành ra là mọi người mới đặt mua chứ mình nghĩ là cũng không ai ghét bỏ mình đâu ha mọi người ha nhưng mà mình chỉ nói mọi người á thì mọi người nên mình nên nên canh trước xem là mình có đủ cái cái điều kiện một cái khả năng để à, mình mua hay không nếu mà không á thì mọi người chỉ cần nghe chuyện của mình thôi mình đăng chuyện lên mọi người vào đăng ký mọi người vào nghe thì đó cũng là một cái sự ủng hộ rất là lớn với mình rồi thành ra là khi mọi người mua hàng như vậy mọi người bơm hàng ha mọi người hủy đơn hàng thì đó mình nói như vậy nè khi mình gửi đi ví dụ như ở tỉnh đi là 30 mươi ngàn mọi người bơm hàng như vậy là cái tiền phí gửi đó mình cũng mất 30 mươi ngàn chưa đâu và họ bưu điện họ trả về cho mình mà họ tính thêm cái tiền chuyển hoàn thêm 20 mươi ngàn nữa là 50 mươi ngàn trên một đơn hàng thì mọi người nghĩ đi cứ hai người bơm hàng như vậy là mình mất đi một cái thùng mì để mà dành tặng cho người vô gia cư đúng không cứ hai người như vậy là hàng trăm ngàn hai người như vậy là hàng trăm ngàn mà từ sáng giờ mình nghe thông tin cũng mười mấy người là cũng hết cũng gần mười thùng mì rồi đó cái mục đích là như vậy thôi chứ còn mọi người đừng có nghĩ là khi mà ờ ừ, thôi bơm hàng như vậy rồi là mình sẽ không có tốn gì cả trả về cho mình xong mình lấy cái hàng đó mình bán cho người khác không phải như vậy mình khi mọi người hủy đơn hàng là mình vẫn bị mất tiền và 50 ngàn ở thành phố thì chuyển đi chuyển về chắc tầm cũng phải là ba mươi mấy ngàn trên một cái đơn hàng như vậy thì cái tiền đó thì mình cũng không có mất mát gì cả mọi người thật sự mình không có mất mát cho dù bây giờ cái mình bán nó có không có lời đi chăng nữa mình trích hết tiền ra mình làm từ thiện đi chăng nữa thì cái tiền youtube trả cho mình á thì mình vẫn đủ để cho mình ăn tết chứ không có gì cả. Nếu mình bán được hơn thì mình có tiền mình làm từ thiện và mình có tiền mình mua thêm, mình mua thêm đồ đẹp cho bé bơ để mặc nó mười mùng mười mùng tết. Mình có thêm tiền để mình mua đồ ăn này nọ mình để ở nhà ăn uống thôi và cũng có thể là ừ đi chơi một đâu đó một một vài ngày thôi. Chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì tới kinh tế của mình cả đó hình ra là mọi người nên lưu ý giúp mình những bạn nào mà đã đặt hàng của mình rồi đó mà có ý định là, ừ thôi chắc mình bữa mình lỡ đặt à, mình mình thích anh vũ quá mình lỡ đặt mà bây giờ chắc mình xài hết tiền rồi à, mình không chắc mình không lấy được thôi mình bơm hàng đó thì ngay lúc này mọi người có thể là nhắn tin cho mình mình không có trách mọi người nha mình nói mình nói thật luôn mình không có trách mọi người gì cả bởi vì mọi người yêu quý mọi người mới đặt hàng thì mọi người cứ báo anh vũ ơi ừ hôm bữa em lỡ đặt mà hôm nay em hết tiền rồi nói liền cho mình để mình liên hệ với quyền, họ gửi về liền thì mình không có bị tốn cái phí mà ừ là đem đi xong rồi đem về tốn vài chục ngàn thậm chí là năm bảy chục ngàn trên một đơn hàng nếu mà ở xa nữa thì cái đó là tội cho phản thân mình thì mình không có tội gì mà tội thân tội nghiệp cho những người vô gia cư thôi mọi người cứ nghĩ mỗi lần mọi người bơm hàng như vậy là mọi người đã cướp đi hết phân nửa cái thùng mì của một người vô gia cư nào đó đang nằm ở trên vỉa hè ở ngoài đường sài gòn đó là như vậy thôi Đó rồi cũng hy vọng là mọi người nghe mình cũng hơi buồn một chút xíu ha à, Nhưng mà thôi chắc không sao Mình tất cả mình sẽ vượt qua Và cái số quỹ đó Cái số quỹ 30 triệu Mà 100 phần quà cho người vô gia cư Dù bất kỳ giá nào Mình cũng sẽ làm được À tới nỗi mà mình có thể trích cái tiền youtube ra thậm chí nếu không đủ thì mình có thể là mượn vợ mình trước cũng được tại vì vợ mình cũng buôn bán cũng có một chút xíu tiền đó để mà mình đã hứa là mình phải làm dù bán được hay không thì mình vẫn phải làm cái quỹ đó đó là cái cái mong muốn của mình trong cái năm 2021 này đó và còn cái một số tiền tầm khoảng cỡ 7 tới 10 triệu xuống dưới ở nhà anh dương minh sơn để mà à, phát cho những người nghèo ở dưới nữa cũng năm sáu người đó thì mình chắc chắn mình sẽ thực hiện mình chỉ mong muốn rằng mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi đặt hàng bởi vì mình không có ép gì cả mọi người không có cần phải bày tỏ cái sự yêu thích cái sự yêu mến mình bằng cái cách mua hàng mọi người chỉ việc đơn giản nhất là nghe mình kể chuyện thì đó cũng là một cái sự ủng hộ rất là lớn rồi rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ha cảm ơn những bạn đã lắng nghe và cảm ơn luôn những bạn đang có ý định hủy đơn hàng của mình luôn thật sự nó mình không có trách gì cả mọi người chỉ cần báo trước cho mình thôi mình sẽ đem về có thể là mình sẽ còn bán kịp cho người khác Chứ mọi người để đó mình chuyển về rồi tới 25 Tết mình ngưng rồi thì những cái đóng hàng đó chứ mình để mình ăn luôn. Đó mình ăn luôn chứ mình đâu có bán cho ai được nữa đâu. Đó rồi mọi người suy nghĩ kỹ trước khi mua giúp mình ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 449 ngày hôm qua. Thì ở tập 449 ngày hôm qua Các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất Đó chính là bạn tên là Linh Thủy Và các bạn mà comment ngày hôm qua Mà được nhiều được sớm nhất Đó chính là bạn tên là Trần Thiết Nhật Cảm ơn Trần Thiết Nhật rất là nhiều Và cảm ơn Linh Thủy Linh Linh Thủy xin lỗi mọi người Tên, tên là Linh Thủy nha Cảm ơn Linh Thủy rất rất là nhiều luôn ha Xin lỗi em vì hồi nãy giờ anh, đọc anh đọc lộn tên nha à, rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện ngày hôm nay Thì hôm nay là tiếp tục những cái câu chuyện, những cái chuỗi thời gian, những cái câu chuyện của một chị tên là thanh trúc chị này chị đã gửi về cái mail lâm sơn hoàng vũ a com của mình ha thì ở cái câu chuyện tập 449 ngày hôm qua thì mọi người đã nghe được cái tập cuối vô cùng kinh dị là hồn ma bà nội chồng thì sau khi cái vụ đó thì chị mới về lại sài gòn và vài năm sau là chị mới ly hôn với chồng chị và chị không còn quay về căn nhà đó nữa à mà những người nào mà chưa nghe thì tốt nhất là nên nghe lại cái tập 449 đi thì nghe tập này nó sẽ nó sẽ luôn tuồn hơn thì uh, sau khi mà ly hôn rồi bắt đầu là chị mới về lại Sài Gòn ha, chị không còn ở bên nhà chồng nữa mà nhà của chị thì đã bán hai căn nhà trước rồi ở nhà thuê. Thành ra là bây giờ chị mới về nhà của ông bà nội để mà ở. Lúc này ba mẹ cũng làm ăn không được luôn là coi như là gom về ở chung với nhà ông bà nội luôn. Thì uh, mọi chuyện cũng không có gì cho tới khi mà ông nội mất. Đây là ông nội ruột của chị nha, ông nội mất. Và trong vòng 49 ngày nó có vài cái sự kiện sau đây xảy ra có thể đó mình kể câu chuyện này mọi người sẽ nghĩ là ừ sao tại sao là ông cháu trong gia đình không mà dù sao cũng là cháu ruột của mình mà tại sao lại hù cháu mình như vậy thì theo như câu chuyện này thì mình nghĩ là không phải mình nghĩ là chắc có thể là ông chỉ muốn uh, muốn chọc bạn thôi à muốn chọc bạn hay là kiểu giống như là muốn về muốn 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 thăm gia đình kiểu như vậy thôi nhưng mà cái cách họ làm thì nó không tại vì ma mà mọi người À, nhiều khi là ma mà kiểu như là trâu hút nhau thì rùi mũi chết đâm ra là do chị này chỉ sợ thành ra là chỉ mấy kiểu như la hét chị chạy vậy thôi chứ còn cái cách hù cái cách chọc cái cách mà về thăm của ông nội cũng không có cái gì nó quá đáng sợ nói vậy thôi chứ mình kể ra nó cũng hơi ghê nha thì á lúc mà lúc này là chị không có nhớ rõ là cái ngày nào trong 49 ngày đâu chỉ nhớ là còn trong 49 ngày thôi cái lúc đó nó là chỉ có biết được là mình có một cái người bạn mà ngày xưa mình học chung đó nhưng mà cái người bạn đó may mắn hơn là đã được định cư bên nước ngoài rồi cũng do là chơi facebook cái thời điểm đó thì chị nói là cách đây cũng khá lâu nha cách đây cũng cũng gần 10 năm không nhớ là facebook hay là zimmy hay là cái gì đó thì không biết đó nhưng mà có biết được cái người đó có thể là yahoo luôn đó nha có biết được cái người đó như vậy thành ra đó là mới hay gọi là video call á bằng bằng Skype à, bằng skyber lúc đó chị cũng chỉ như là chỉ có chưa có điện thoại đâu mà phải skyber trên cái máy tính máy tính để bàn thì uh, do là mới biết như vậy và chị cũng muốn ừ là nói chuyện với bạn mình để bạn mình kể uh, cái cảm giác mọi người kiểu như là mọi người chưa biết gì về nước ngoài ha về mỹ ha thì nghe bạn kể ừ đi qua đây làm neo làm sao ha rồi đi mua xe hơi làm sao rồi nhà rộng như thế nào xây toàn nhà dân toàn ở bằng nhà gỗ không à cái gì chị cũng cảm thấy lạ hết thành ra chị rất là thích À chị rất là thích đâm ra là cứ tối như vậy đó nha là chị vào chị nói chuyện với lại bạn của mình thì à, cái hôm đó là cũng hình như là ba bốn lần nói chuyện rồi cái hôm đó là lần thứ tư thứ năm gì rồi <laughs> thì chị mới lại cái chỗ cái, cái máy để bàn <laughs> chị mới bật máy lên mà cái máy này thì để ở dưới bếp nha tại vì máy là máy sử dụng chung cho gia đình chứ không phải là máy để riêng thành ra là phòng khách thì chặt quá đi mới để ở dưới bếp như vậy đó thì chị ngồi đó chị cũng skype chị cũng gọi video call chị nói chuyện với bạn chị thì đang nói chuyện đâu tầm khoảng cỡ nửa tiếng thì bạn chị mới nói ơi mày đừng có gác máy nha mày mày cứ để đi rồi tao quay tao tao đang bận tao làm nail cho khách nè nhưng mà sẵn đó, tao để cái điện thoại đây tao để cho mày coi ừ là bên này làm nail ra sao khác việt nam sao này nọ đồ kiểu như vậy nhưng mà không có nói chuyện được tại vì vừa nói mà vừa làm là khách người ta người ta phản ánh này nọ đồ là bị trừ lương à, bị trừ lương không có được thành ra tao để tao quay cho mày coi thôi mà không có nói chuyện được à cái ok thành ra là chị mới để đó luôn chị mới để đó là chị còn chị coi chị coi ngồi nữa thì mình nói thật thì mới đầu thì cũng nhìn cũng thích thú thiệt nhưng mà còn còn dũa neo không à? ngồi coi năm bảy phút đầu thôi chứ ngồi dũa neo không có gì đâu mà coi thành ra là chị mới mở cái trang youtube lên à thì chị mới coi một vài cái bộ phim hồng kông mà những cái thời mà youtube đời đầu tiên đó mọi người cái thời mà thời đầu tiên luôn toàn là những cái video vui hay là những cái bộ phim này nọ được không à chứ chưa có chuyện mai vũ mập nữa ha thì chị đang nghe như vậy Tập trung chị nghe Ở đằng sau lưng của chị là cái nhà tắm Chị đang nghe như vậy thì chị nghe cái tiếng cành cành à, Chị nghe cái thang cái tiếng cành cành một cái Chị bắt đầu chị nói Ủa Xong cái clip này hình như là nó đang quay một cái cảnh Mà giống như là đi du lịch hay cái gì mà Chứ đâu phải là một cái cảnh mà quýnh lộn Hay là một cái phim hành động gì đâu Mà tại sao nghe cái tiếng cành cành Giống như là va chạm vô này nọ đồ kiểu như vậy ha đó cái bắt đầu chị mới dừng cái chị bấm bấm dừng lại à, bấm dừng cái video lại cái chị cũng tháo tai nghe chị lắng đổ tay chị nghe không nghe gì hết lắng đổ tay nghe đâu 30 giây cái không có nữa cái chị mới đeo vô chị giống như là chị hỏi cái người bạn của mình á nói ơi mày ở bển mày có làm cái gì mà nghe cành cành không nhưng mà cái người bạn đó hình như là họ đã họ đã tắt cái chế độ cái cái micro bên bển rồi hay là cái loa bên bển rồi họ không có nói chuyện được họ không có nghe họ vẫn tiếp tục hỏi dũa thôi cái chị nói ừ là chắc ba cái video nó làm bị lỗi đó mà ngày xưa thì ừ, công nghệ thông tin này nọ chưa có chưa có chưa có hay nó chưa có tiên tiến thành ra là dễ bị lỗi video đó chị cũng bật lên chị nghe tiếp chị ngồi chị coi đâu đồng phải được thêm hai ba phút nữa bắt đầu chị nghe cành cành mà mọi người có hiểu cái cảm giác khi mọi người đeo một cái tay nghe à, giống như là mọi người đang nghe chuyện của mình nè mà có một người một cái một cái vật gì đó mà nó, nó 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 phát ra vòng vòng mọi người là mọi người nghe không có rõ Mọi người bị hoang mang không biết là phải có trong tay nghe hay không hay là ở bên ngoài đó là cảm giác giống như vậy đó. Cái chị mới dừng cái chị bấm chị cầm con chuột nè, ở cầm con chuột chị dừng cái video là cái cạch một cái. Chị vừa bấm dừng một cái cạch cái video nó đã dừng rồi. Nhưng cái lỗ tai của chị chị vẫn còn nghe cành cành. Rồi, chắc chắn không phải phát ra từ cái video lúc này chị lại nghĩ à có thể là bên cái cái skype à, bên cái video call đó, bạn mình đang làm gì chị chỗ tiệm neo mà nhiều khi là họ đi tới đi lui rồi này nọ đồ phát ra âm thanh rồi sao đó là kiểu như vậy đó nha lúc này đó nha chị tắt luôn cái skype luôn à chị tắt luôn cái video call luôn để câu còn nghe không vừa tắt cái video call một cái canh canh một cái nữa cái lúc này khi mà tất cả cái âm thanh trong tai nghe nó không còn nữa lúc này chị mới phát hiện ra cái tiếng cành cành đó nó phát ra từ ở trong cái nhà tắm ở đằng sau lưng chị mà cái tiếng đó mình nói chính xác nhất á, là giống như là mọi người có một cái xô trong nhà tắm của bất kỳ ai cũng có một cái xô nước cả mọi người đổ đầy cái xô nước đó và mọi người lấy cái ca nó cái ca màu ca màu xanh màu đỏ màu tím rồi đó để mà mọi người dỗ vô trong cái thành của cái ca cái thùng nước đó là nghe cái tiếng cành cành là cái tiếng đó đó chị nói chính xác nhất là cái tiếng đó luôn tại vì mình nghe từ nhỏ tới lớn rồi đó là mình rất là quen thuộc nghe cành cành một cái nữa à chỉ đứng dậy một cái gì vậy ta ai vậy ta Chị đi vô trong nhà tắm thì thật sự là đâu có cái gì đó mọi người chứ nếu mà có cái gì nó là một câu chuyện khác rồi không có cái gì hết đó rồi chị lại quay ra chị ngồi trên máy tính không lẽ mình nghe lộn mình nghe nhầm gì ta thì lúc này khi mà chị ngồi lên cái máy tính Cái này mọi người nghe mình diễn tả chi tiết Mọi người mới mới, mới hiểu được khúc này Thì cái màn hình của cái, cái cái máy tính cách đây 10 năm trở về trước á Nó không có được như cái máy tính bây giờ Máy tính mà nó bây giờ là outlet ha Rồi gì LCD Rồi nói chung là màn hình LED đồ á Là nó nó rất là sắc nét và nó rất là đẹp 4K này, 2K này nọ Đồ là nó rất là đẹp luôn nhưng mà còn ngày xưa là màn hình dữ lắm là 720 thôi, là kiểu như là HD thôi. Thành ra khi mà cái màn hình như vậy Nếu mà mọi người ngồi trước cái màn hình à, Nếu mà mọi người nhìn vào trong cái màn hình Nó hơi tối tối là mọi người có thể Nó giống như là một giống như là một người soi gương được luôn Nó sẽ phản chiếu cái hình ảnh của mọi người lại luôn à, Mọi người hiểu vấn đề đó giờ nó, 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 giống như vậy đó nha Thì ngay lúc này chị vừa ngồi xuống Chị mới kiểu như là chị, cái Con bắt của chị thì chị nhìn vô trong cái màn hình Nhưng mà cái đầu của chị thì chị lại đang suy nghĩ nói, Ủa ai vậy ta Giống như chị nhìn như là Ủa cái này kỳ vậy ta Ủa sao nghe tiếng cành cành mà trong cái Skype cũng không phải mà trong cái YouTube cũng không phải luôn mà ngày xưa chị nghĩ là cái YouTube chứ không phải là cái YouTube nữa ví dụ cái YouTube cũng không phải luôn cái gì vậy ta à là con mắt vừa nhìn mà cái đầu vừa suy nghĩ như vậy thành đây bắt đầu lúc này thì chị mới giật mình tại vì nó phản chiếu mà chị mới nhìn ở đằng ở trong cái màn hình là cái gương mặt của mình nó hơi mờ thôi cái thân người của mình mình đang ngồi trong màn hình nhưng ở đằng sau lưng của chị chỉ thấy từ ở trong nhà tắm đi ra một cái bóng dáng người mà chị nhìn một cái thôi là chị biết ai liền đố mọi người là ai ha trời ơi chị vừa nhìn một cái thôi nha bắt đầu là chị biết rồi là hồi nãy giờ là coi như là không phải là nghe lầm nghe lộn cái gì hết mà là nghe thiệt rồi đó là ông mình về thăm mình chọc mình rồi nha bắt đầu chị đứng là một cái là chị kiểu như là chị không có tắt nguồn máy tính à mà chị rút chị rút cái điện nguồn đó luôn mà chị chạy một cái dù lên phòng của mình luôn và chị run chị sợ Mặc dù là trước đó đó chị gặp ma rất là nhiều lần rồi Ai nghe tập 449 ngày hôm qua là chị biết trời ơi chị gặp ma Rất là nhiều gặp ma nhiều thì thôi nhé luôn rồi Nhưng mà trời ơi cái khung cảnh như vậy nó rất là sợ Tự nhiên từ trong màn hình Từ ở đằng sau lưng mình đấy giống như là một người soi gương vậy đó Có một người mà đi từ ở trong nhà tắm đi ra Trong khi cái bàn thờ dông của họ đang nằm ở trước nhà Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là mọi nủ cho mọi người nổi da gà rồi Đúng chưa là chị sợ quá, chị mới chạy lên phòng à, Rút dây nguồn rút nguồn chạy lên phòng đó rồi nếu mà ở cái, cái cái chi tiết này đó những bạn trẻ có thể là sẽ cảm thấy nó vô lý ở chỗ là tại sao sợ ma thì chạy luôn đi tự nhiên rút dây điện nó làm gì thì xin thưa với mọi người ngày xưa đó cái cục CPU á cái thùng máy tính đó, nó hao điện dữ lắm trời ơi, nó ngốn điện dữ dằn luôn nó ngốn điện hầu như là bằng cái máy giặt hay là cái máy lạnh luôn á cái cái tủ lạnh luôn á chứ không phải như bây giờ chip này chip kia rồi tiết kiệm điện đâu thành ra là ngày xưa là tắt khi không sử dụng cái điều tiên quyết nhất luôn ngày xưa mình học máy tính mà ở không sử dụng là phải bấm xuống cái ô cửa sổ là win 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 uh, không phải là không được win 10 nữa mà win xp đó đó là bấm shut down xong tắt máy xong mới được đi à, thành ra chị này mặc dù là chị sợ ha nhưng mà chị vẫn phải là ừ, rút cái điện ra hàng cái để cho nó đỡ hao điện mình ở ké mà mình ở ké ông nhà của bà nội ông nội mình mà rồi ở chung tùm lum hết trơn chị đâu có đóng tiền điện đâu sợ bị chửi thành ra tuy là gặp ma sợ lắm đó nhưng mà cũng phải rút điện để mà chạy lên. Đó là một cái chi tiết để tránh cho mọi người nói là nó vô lý ha. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên ha, đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị gặp ông nội nhưng mà chưa. Qua tới cái câu chuyện thứ hai cũng là trong cái 49 ngày này luôn. Thì cái lúc này đó là chị nói là hình như là cũng tới cái ngày 40 hay là cái ngày ba mấy rồi có nghĩa là gần hết rồi, gần gần hết cái thất cuối cùng rồi. Chị đang nằm ở trong phòng, chị nghe kẻ lương, chị coi kẻ lương. Lúc đó là chị không có cái ý định mà chị nghe cải lương để chị ngủ Chị chỉ nghe như vậy thôi nhưng mà không ngờ đó Mọi người biết mà cải lương thì có những người người ta nghe người ta rất là dễ ngủ Đó thì nằm như vậy cải lương bắt đầu là cái cái câu cải lương nó mới dẫn dắt dẫn dắt chị vào giấc ngủ hồi nào chị không hay nhưng lúc này là chị chưa ngủ nha chị kiểu như là mình mới thiêu 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 năm mươi năm đó nửa tỉnh nửa mê đó đang thiêu, thiêu 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 thì bắt đầu là chị nghe một cái bạc cái bạc này á là chị nói là ai đó giống như là chụp vô cái chân của chị đó mà khi mà vừa chụp vô cái chân của chị không biết linh tính trong lòng chị nghĩ sao nay chị nói rồi xong chết mẹ rồi bị đè nữa à tại vì chị ngày chị bị đè rất là nhiều ở tập bốn mình kể rồi chị bị đè rất là nhiều đâm ra là chị nghe một cái bạc chị thấy cái chân mình nó nhói là một cái đó rồi xong tự nhiên chị nghĩ trong đầu vậy đó chết mẹ rồi bị đè nữa đúng y như rằng luôn nha là không có nhúc nhích gì được hết chỉ có con mắt chị nhìn được thôi mà cái lỗ tai chị còn nghe cái lúc đó là võ đông sơ bạch thu hà cái gì đó cải lương đang lên một câu mà nó ngọt liệm như vậy cái lỗ tai chị còn nghe mà cái tivi nó còn hoạt động mà đó nhưng mà từ cái từ cái cổ của chị trở xuống là coi như không có hoạt động gì được hết chị liếc qua tivi nó còn hoạt động chị mới liếc qua bên đây thì chị thấy chị thấy cái người đó là chị nghĩ chắc không phải là ông nội của mình tại vì ông nội thì đương nhiên gọi là ông nội là nam nhưng cái người mà chị thấy có vẻ như là giống nữ à có vẻ như là là giống như là phụ nữ vậy đó đó là mặt cũng mặc cái đầm trắng như vậy nha mà kiểu như là trong phòng nó cũng tối tối mờ mờ đó cái người này chụp cái chân chị rồi nha bắt đầu là mới leo lên trên giường và leo lên trên người của chị không phải là ừ nằm xuống đè giống như là những hiện tượng ma đè khác thì mình không nói rồi không cái người này đi từng bước chân lên trên người của chị luôn, chị cảm nhận được là cái đôi bàn chân mà nó lạnh như cục nước đá mà đi từ ở dưới cái ống quyển của chị đi từng bước từng bước một đi từng bước từng bước một lên tới mà đầu gói. mọi người có biết là JSA đó JSA à, Nhật Bản thì họ hay đi mà kiểu như đi mà đi từ, từ 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 đó là 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 cái con ma đi giống như vậy đó nha, đi từ 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 từ, từ lên đi tới đầu gói lên bắp đùi lên bụng của chị xong rồi đi một hồi nữa đạp lên trên đầu của chị luôn chị nói là đạp lên trên đầu của cô của, của chị luôn nhưng mà không có quá nặng chị nói là cái người đó chắc tầm khoảng cỡ có thể là hai chục ký hay là sau đó thì chị không biết nhưng mà chị nói nếu mà nặng quá là có thể chị bể đầu chị chết rồi đó nhưng mà không có quá nặng nhưng mà đi bước lên trên đầu của chị xong rồi bước xuống như vậy nè chị nói ha lúc đó chị niệm kinh niệm phật chị làm tâm lum tùm la hết nhưng mà vẫn không thoát cái người đó y như mà nói là cắt quớt vậy đó Y như là các quớt trên người của chị mà cứ đi từ 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 từ, từ trên người của chị như vậy nè. Đó, cho tới khi lúc đó hình như chị nói là tầm khoảng cỡ 2 3 phút gì đó thì cũng là đi được một hai vòng hay hai ba vòng vậy đó chị không có nhớ nha. Mà chỉ nhớ là lâu lắm 2 3 phút mà bị như vậy là rất là lâu nha mọi người nha. Thì con chị khóc. À con chị khóc kiểu như là nó thèm sữa hay sao đó nha. Nó khóc que 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 lên như vậy bắt đầu là chị mới bật dậy được. Chị bật dậy được không phải là chị nói là họ tha cho mình hay sao mà tại vì cái cái bản tính của người mẹ mà à, mình là người mẹ mình đẻ mình rất ruột đẻ con mình ra mà con mình khóc một cái thì cái tiếng khóc của con mình nó giống như là nó giống như là cái cái chuông báo động rồi đó mình nghe con mình khóc cái là bất cứ giá nào mình cũng mới chạy lại liền đó thì lúc đó chị chỉ nghĩ ừ là chạy lại coi con mình như thế nào thôi nhưng mà ai về là chị thoát luôn chị còn chạy lại chị ẩm con chị nói ồ thôi mẹ là con rồi nội đồ cho con chị ngủ lại rồi đó lúc đó thì chị mới nhớ nó ủa hồi nãy mình mới bị ma đè rồi nó đi trên người mình mà ta à là cái lúc đó là chị hoảng loạn là chị chỉ tập trung vô con mình thôi chứ còn ma cỏ bỏ qua bên luôn à, cho con ngủ rồi mới nhớ là à mình bị ma đè xong rồi con mình khóc mình quán quá mình chạy lại mình ẩm con mình cho con mình ngủ xong bây giờ mình mới nhớ là mình mới bị ma đè nhờ tiếng khóc của con của, của, của con chị mà chị mới mới thoát được đó là như vậy đó ha mọi người ha nhưng thì lúc đó chị chỉ gặp hai hiện tượng như vậy thôi hết 49 ngày rồi thì chị không còn gặp nữa nhưng mà chị có cảm giác nhưng thật sự là chị nói cái cảm giác của chị đó cái người đầu tiên là ông nội rồi thì không bàn cãi nữa tại vì thấy rõ ràng cái dáng ông nội đi từ trong toilet đi ra mà nhưng cái người thứ hai thì chị lại nghĩ không phải là ông nội của mình à, không phải là ông nội của mình mà một ai đó trong căn nhà đó thì chị không biết đó, rồi đó là hai cái câu chuyện đầu tiên của chị chúc chị gửi về ha. Bây giờ đó mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ ba này á là nói về vong nhi mọi người. Thì à, cái thời điểm đó là cách đây á là 5 năm và năm nếu đúng chính xác luôn tới thời điểm bây giờ là 6 năm rồi. Chị còn nhớ rất rõ cái lúc đó là tầm khoảng cỡ ngày khoảng cỡ 20, 19 20 Tết năm 2015 đó. À là Tết qua hai Tết qua, qua Tết 2016 đó thì á, mẹ của chị đó là mới mướn được một cái mặt bằng ở trên đường Phan Văn Trị à đường Phan Văn Trị. Lúc này là chỉ mở ra để mà à, buôn bán bán đồ ăn hay gì đó thì mình không nghe chị nói tới nhưng mà chắc là sẽ là bán đồ ăn nha cơm tấm hay là à, sườn bị chả bún cơm phở gì đó thì mình không biết. Đó là bán đồ ăn thôi. Thì cái khi đó mà mướn mặt bằng này như vậy ha là hai, là hai mẹ con chỉ tính là bán thử có được hay không hay đó. Bán không được thôi chắc vài tháng nữa mình trả mặt bằng nhưng mà ai ngờ khi mà bán bán chơi như vậy thì thành ra nó ăn thiệt đó thành ra nó rất là đông thì khi mà đông khách như vậy rồi là mẹ mới nói với chị nó ê tao hồi xưa giờ tao có nghe đó là dương thịnh thì âm suy đã còn âm thịnh thì dương suy thành ra trong nhà này mình bán được như vậy rồi thì mình phải có người mình ở lại mình ở lại như vậy là để có cái khí dương ở trong trong ở trong ở trong nhà chứ phải có khí dương trong nhà thì những cái hiện tượng âm này nó nó không có chứ để mất công mà hiện tượng âm nhiều quá nó mình đang bán đắt rồi kiểu như ám muội nọ đồ bán không được đâm ra là mới kêu chị à, kêu chị với con chị là ở lại để mà ngủ lại đó thì chị cũng chấp nhận thôi nhưng mà chị nói thôi bây giờ còn có 10 ngày nữa tết rồi thôi qua tết đi mình phải cũng mình cũng phải nghỉ tết chứ 29 tết nghỉ tới mùng 4 nghỉ 5 ngày chứ rồi sau đó thì qua Tết đi rồi con qua con ngủ, là coi như lúc này chưa có nhận lời ngủ lại, nhưng có ngủ trưa lại. À có ngủ trưa lại. Thì cái lúc đó đó chị chỉ là coi như là gia đình chỉ bán buổi sáng thôi, chắc là bán đồ ăn sáng là bán từ 4 5 giờ sáng mở cửa bán tới tới 10 giờ là nghỉ. Thì chị đảm nhận cái cái nhiệm vụ là chị sẽ rửa chén nè rồi xong rồi là một vài số thứ để mà ngày mai bán tiếp đó là kiểu như vậy đó thì sẽ tới làm từ 11 giờ cho tới 1 2 giờ trưa gì đó là nó mới đi về còn con chị á là bà ngoại giữ luôn. Thì cái hôm đó nhà chị nói là mới vừa buổi sáng coi như là cái ngày đầu tiên đó. Cái ngày đầu tiên luôn là sáng mới vừa khai trương ra trời ơi, tôi nó bán bán đắt như tôm tươi. Đó bán đắt như vũ mập bán bánh bía gì đó. Đó à, kiểu như vậy ha. Rồi bắt đầu trưa đó ừ là mẹ cũng đi về để mà còn lo ừ là đi mua nguyên liệu ngày mai bán tiếp. Thành ra chỉ có một mình chị ở đó thôi. Và cũng vì cái mục đích đó là muốn tiết kiệm tiền cho mẹ của mình Thành ra là chỉ tắt hết đèn nguyên căn nhà đó Và chỉ chỉ mở đúng một cái đèn ở đằng sau bếp thôi Mà mọi người biết không, cái căn nhà này là cái căn nhà ống hay mình còn gọi là gọi là gọi là gọi là gì ta nhà phố à nhà ống và nhà phố đó thành ra tuy là 11, 12 giờ trưa ở ngoài tao là nắng bể cái đầu mà do đó khi mà tắt đèn rồi đâu có ánh sáng mặt trời chiếu vô được đâu đâm ra là nó tối y như là ban đêm vậy lắm chỉ có ngoại trừ cái bếp rồi nó sáng thôi chị mới ngồi ha chị rửa cái đống chén trà bá lửa y là y như là mới về làm dâu vậy đó đó à, ngồi đang ngồi rửa như vậy nha im ru nó là không khí tĩnh mịch mà 11, 12 giờ trưa vòng vòng nó ta ngủ hết trơn toàn là dân công chức này nọ không mà nó ngủ hết trơn im ru nè đang ngồi rửa như vậy nè chị mới nghe một cái giọng nói của một cái đứa con nít mà thật sự một cái giọng nói của một đứa con nít đó mọi người nghe sơ qua mọi người không bao giờ biết được là giọng con trai hay giọng con gái đâu tại vì mấy đứa nhỏ cái giọng nó giống giống nhau hết trơn à thậm chí con cháu nhà mình mình còn lộn đây mà chị đang ngồi rửa như vậy chị nghe vậy nè nó kéo dài nha mọi người nha cô ơi cô mà nó dài mà nó còn nhỏ nữa chị này chỉ nói đơn giản là mọi người có phim ma đó mà ma người ta làm hiệu ứng người kêu sao là nó y chang vậy luôn nó không có khác cái gì hết chắc là những cái người đạo diễn người ta từng nghe rồi hay sao người ta làm trong phim y chang á Cô ơi cô À nhỏ xuống như vậy Giật mình cái bỏ cái dĩa xuống liền nhìn quanh Ai ta Thằng nào ở đây mà khỉ ghê khỉ Chứ nó chưa nghĩ là ma Tưởng ai chọc bên không mà Mà ở cuối nhà nó có cái cửa sổ nữa Thì từ cái cửa sổ đó mới nhìn ra được cái đằng cái con hẻm đằng sau căn nhà Chị mới ngồi vậy chị bật cái cửa sổ ra chị nhìn chứ nó trời ơi cái hẻm nó vắng que nó vắng nó vắng tanh luôn không có một bóng người hết trơn À thằng nào nó mới chọc mình xong nó thấy mình mở cửa sổ nó giọt nó chạy Ngồi xuống rửa rửa đâu được một hai cái tô hai ba cái chén gì đó đó ha Đó là cũng nghe nữa Cô ơi cô Bất ngồi dậy liền Chạy ra cửa sổ mở ra nhìn liền Không thấy ai hết trơn Cũng ngồi xuống rửa nữa rửa ráng rửa cho nó xong đó nha Đang ngồi rửa lúc này là kêu lớn hơn Cô ơi cô Trời ơi lúc đó là chị khẳng định nha Cái lỗ tai chị còn xài được Chứ không phải đồ bỏ Thành ra là chị nghe tới đó rồi chị biết là Cái tiếng đó nó ở trong nhà của mình Và chị còn kiểu như là chị đoán ước chừng được đó nha Là nó ở dưới cái gầm cầu thang Nhà này là một lầu một lửng đó cái lửng rồi để làm kho thôi đó à, Là một lần là ngay chỗ cái gầm cầu thang đó, đó nha Là chị nghe rõ ràng đó Chị miếm cái môi lại luôn chị miếm cái môi chặt rồi để làm gì để mà kiểu như là dùng hết cái sức bình sinh mình cho rửa hết cái đống chén đã chứ bây giờ chén mà mọi người biết rửa giữa chừng mà chạy về bỏ đâu có được đâu rồi ngày mai còn bao buôn bán này nọ rồi nữa thành ra là phải rửa cho nó hết nha rửa cho nó hết luôn chị gán chị miếm môi chị rửa cho xong nha chị chạy một cái dù về liền rửa vừa xong 15 phút sau rửa xong là chạy một cái dù về nhà kể lại cho ở nhà nghe đó thì ở nhà nghe như vậy rồi đó thì kiểu như những người ở trong nhà đó thì họ cũng bán tính bán nghi thôi thật sự là họ tin thật sự là họ tin là chị này chỉ hay gặp ma tại vì từ nhỏ tới lớn trước khi mà kể chuyện cho mình nghe mình kể lại cho mọi người nghe thì chị đã kể cho người nhà nghe biết bao nhiêu câu chuyện rồi nhưng mà người nhà lại đưa ra một cái lý do vậy nè nói trời ơi cái mặt bằng đó thì cái thứ nhất á, là đường phai nhân trị thì trời ơi mày bán đắt như vậy là tại vì cái chỗ là cái chỗ mà đắt địa cái chỗ đắc địa của người ta cái đường phan văn trị mà nó phải giỡn đâu cái thứ hai nữa là 11, 12 giờ trưa mà uh, ma cỏ trời ơi nó sợ ánh sáng mặt trời dữ lắm ban đêm mà ban ban đêm gì ban ban ngày ban mặt mà ma cỏ cái gì thì chị mới đưa ra ba cái lập luận như thế này để mà chị khẳng định lại cái 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 tiếng mà chị nghe đó là là ma đó nha thứ nhất đúng à cái mặt bằng đó ở vị trí đắc địa thiệt nhưng mà cái giá mướn nó rẻ lắm nó rẻ cực kỳ so với một cái mặt, mặt bằng khác nằm ở trên đường phan nhan trị ví dụ như mặt bằng khác người ta cho thuê 10 triệu một tháng mà chị với mẹ chị vô thuê có 3 triệu một tháng thôi là cái thứ nhất cái thứ hai đúng ma cỏ có thể là sẽ sẽ sợ mặt trời là sẽ ban ngày mà không có nhưng ở trong căn nhà đó khi mà tắt đèn rồi nó không khác gì là ban đêm cả là cái thứ hai ha rồi thêm một cái thứ ba nữa là chị nghe tới ba bốn lần lần chứ không phải là một lần thành ra là không có nghe lộn được mà chị này đã có kinh nghiệm gặp ma đó là kinh nghiệm mà kiểu dày dặn luôn rồi lúc đó là người nhà không có cãi được à, là những lập luận nó quá sắc bén thì không có cãi được nhưng mà thôi lúc đó thì thật sự là cũng nghĩ tới cơm áo gạo tiền tại vì thời điểm đó thì cũng không có phải là quá giàu có đâu mà lỡ mướn lỡ đặt cọc rồi gặp thêm mà buôn bán được nữa thay vì mình đặt cọc mà ma nó quậy mà buôn bán ế đó thì mình không nói đi chắc là mình bỏ được mình bỏ cọc luôn mà cái này đúng là có mai chọc nhưng mà bán đắt quá thành ra là thôi vẫn tiếp tục bán chứ không có gì qua tới ngày thứ hai cũng vậy cũng bán đắt lắm mà mọi người biết rồi đó bán đắt như vậy những bán đồ ăn sáng á là chị chạy tới chạy luôn chị vừa order ha rồi vừa bưng chỉ có hai mẹ con làm nhau rồi vừa bưng nước vừa bưng đồ ăn rồi nói chung tùm lum hết rồi sau đó là ví dụ như tô dơ chén dơ là chị dọn chị để trong một cái một cái xô để cho đầy cái xô đó bắt đầu á là chị mới xách cái xô đó chị để xuống dưới cái sàn lãng ở dưới cuối nhà thì cũng vậy cũng chạy tất bật tất bật cứ khoảng cỡ nửa tiếng là đầy xô nửa tiếng là đầy xô là phải xách cái xô chạy xuống mà cái xô nó bự ha rồi nước lèo này nọ rồi đồ ăn thừa rồi tô miễn này nọ rồi nó rất là nặng nó nặng cũng phải là hai mấy ba chục ký là chị ghi ginh kiểu cho nên là chị ginh rất là mệt thì chỉ nhớ đâu đó là cái xô thứ tư thứ năm gì đó có nghĩa là cũng cũng khoảng cỡ 10 giờ mấy 11 giờ rồi là coi như là hết cái xô đó là coi như là hết cái xô đó là ngưng bán là không còn bán nữa đó tại vì hết tô bán rồi thì cái lúc đó chị cũng ginh mà chị nói trời ơi hồi nãy giờ ginh 4 năm xô rồi đó mệt dữ lắm thì thành ra là chị mới ginh như vậy nè. Chị cũng cái chân chị cũng đi lẹ lẹ không có chạy ginh sao mà chạy được. Giống như mọi người ginh cái bình nước suối sao mọi người chạy nhưng mà cái chân mọi người sẽ đi rất là lẹ. Để mình còn chạy lên mình order hay là mình bưng đồ cho khách này nọ rồi nữa. Chị đang chạy ginh ginh ginh, ginh, ginh chạy 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 lẹ lẹ, lẹ, lẹ xuống nha. Chị mới vừa đi qua khỏi cầu thang thôi. Có nghĩa là cái con mắt của chị là chị đã vượt qua khỏi cầu thang luôn rồi. Nhưng chị lại khựng lại một cái Tại vì chỉ trong một cái tích tắc khoảng cỡ nửa giây hay là khoảng cỡ một giây đó, khoảng cỡ một giây đó là chị có thấy hình như có một bé trai. Một bé trai nha, đứng ngay chỗ cái gầm cầu thang đó, cái gương mặt nó trắng trời ơi, tôi nói là trắng còn hơn sức kem trộn nữa. Trắng bóc đứng ngay dưới gầm cầu thang. À thì lúc đó chị khựng là một cái gì nè. Mình mới vừa thấy cái gì vậy ta? lùi lại nghía vô cái gầm cầu thang cái không thấy đâu nữa trời lúc đó chị ha gai ốc chị nó nổi nổi cục 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 lên em bắt đầu chị xuống đó chị để đại cái xô xuống đó ha bắt đầu chị đi lên thì khi mà chị đi lên xong nữa nha ờ ừ, chị lên đây bắt đầu chị cũng bưng này nọ tại vì cũng đang bận rộn mà chị bưng này nọ đồ xong hết nha chị mới lại chị hỏi mẹ chị má má nãy giờ có ngóc nào nó đi xuống dưới toilet nó xin nó đi tiểu gì không tại vì sợ là ừ là nhiều khi là con của khách tới này nọ rồi đó không làm gì có ai đâu đâu mà nhìn xung quanh nãy giờ người lớn vô ăn không mà mà nếu mà có ai đi là phải hỏi tại vì chị mới mở một hai ngày là chưa có khách mối rồi nhiều khi có khách quen người ta biết toilet nằm ở đâu người ta tự đi khỏi cần hỏi nhưng mà chỉ mới mở bán có hai ngày thôi ai mà có nhu cầu đi toilet đi nhà vệ sinh là phải hỏi order phải hỏi chị hoặc là phải hỏi cái cái mẹ của chị không có ai đi hết trơn rồi lúc này chị biết rồi chị im luôn nha chị không nói nữa nha sau đó nhà khách về hết Lúc này là chị bắt buộc mẹ chị phải ngồi ở đó Bây giờ con không có cần mẹ rửa chén phụ con Mẹ chỉ cần ngồi ở đó thôi là được rồi Cho con rửa xong cái đống chén này con về Về chung luôn Là lúc đó mẹ chị cũng ok Rửa xong hết rồi hai mẹ con mới đi về Lúc này mới kể nói mẹ Ngày hôm qua con nghe Nhưng mà hôm nay con thấy luôn rồi Chỉ có một hai giây thôi Nhưng con khẳng định với mẹ là trong nhà này là có Vong Nhi Vong Nhi là một bé trai tầm khoảng cỡ 10 tuổi đổ lại không biết bao nhiêu tuổi còn khoảng cỡ 10 tuổi đổ lại con thấy nó đứng ở dưới cái gầm cầu thang lúc này mẹ chị cũng có nói cái kiểu như là mẹ chỉ nói thì nó không có được chính xác cho lắm đâu mẹ chỉ nói là tại ừ tao không biết có phải đúng hay không mà sao tao cứ mỗi lần mà tao vô cái gầm cầu thang đó, đó tao tao tính cất ba cái đồ tô muỗng dĩa đồ đó mình để dưới đó cho nó gọn mà hả mới hôm qua đó khi mà cất xong vậy sáng nay đi vô lấy đó là vô cái gầm cầu thang sao mà nó cứ rợn rợn sao á nó cứ lạnh 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 làm sao đó thành ra là ta cũng mớ mớn ớn không biết có phải hay không đó là chỉ là cái cảm giác thôi chứ không có chính xác không không không, không có, không có chi tiết gì cả rồi sau đó mới quyết định là đi mướn một cái ông thầy phong thủy ủa tại sao gặp ma mà lại mướn thầy phong thủy mà không mướn thầy pháp là bởi vì theo những cái lý do mà chị nói đó nha là chị với mẹ chị cũng tính kêu thầy pháp rồi nhưng mà thôi chắc là mình sẽ kêu thầy phong thủy để xuống người ta coi coi là để mà người ta trang hoàng cái nhà đồ lại đó để biết đâu là vừa kiểu như là kiểu như là một mũi tên bắn hai con nhạn luôn đó là vừa có thể là có thể là trấn yểm ma được mà cũng có thể là cho mình biết được những cái tục phong thủy đó để mình buôn bán này nó cho nó dễ luôn thành ra là mới kiếm một cái người thầy phong thủy chiều hôm đó là tới là coi liền Lúc này cái người thầy phong thủy người ta tới đó nha Thì cũng đo đạt này nọ đồ Để mà lo những cái chuyện về à, Về phong thủy trước đi Ừ là nói ừ là để cái bàn ở đây Tủ tuyền là phải hướng vô trong nhà Rồi cái chỗ mà nấu bún bếp này nọ đồ Để hướng nào hướng nào này nọ đồ đó Đó rồi xong rồi làm một cái màn Che cái toilet lại để mà ngăn cách Sao sao về phong thủy đó nha Xong hết rồi ổng cũng nói luôn rồi Đó là về cái con đường phong thủy nha Là tôi là giải quyết xong rồi nha Bây giờ tới cái chuyện mà dông nhi mà ngay từ đầu tới bây giờ luôn á là mẹ với chị là chưa có nói gì tới cái chuyện dông nhi hết cũng đang tính á tính là ổng làm xong rồi mới trình bày nó ừ rồi thầy ơi thầy à, thầy coi xong phong thủy rồi bây giờ là trong nhà này à, con cũng nói thật luôn là con có hiện tượng này nọ rồi đó là coi như là chưa kịp nói chỉ nói với ổng là tới coi phong thủy thôi mà ổng làm xong hết rồi tự động ổng nói luôn phong thủy xong rồi bây giờ tới dông nhi à lúc đó ổng mới lôi từ trong cái tay nải của ổng ra một cái một cái bàn nói nôm na cho mọi người dễ hiểu ha là nó giống y như là cái bàn cầu cơ vậy nhưng mà nó không phải à, mới đầu chị cũng tưởng đâu là cái bàn cầu cơ nhưng mà thật ra là không phải bàn cầu cơ nó cũng có chữ cái này nọ đồ nhưng mà ổng 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 làm á ổng cái hình thức mà ổng làm là ổng làm bằng một cái cọng dây chuyền à ổng làm bằng một cái cọng dây chuyền ổng mới tháo trên cổ ổng ra bắt đầu ổng mới quấn lại ổng để cái ngón tay vô giữa này nè ổng lấy ổng Ông lấy cọng dây chuyền ổng quay vòng vòng thành ra là nó sẽ quấn quấn là y như là cái con cúng chiếu vậy đó cho mọi người dễ hiểu giống như con cúng chiếu thì nó quay một cái vòng như vậy nè ổng mới để trên đó và ổng mới kêu là tắt đèn hết à tắt đèn hết mẹ đi ra ngoài luôn đứng ở ngoài cổng đợi đứng ngoài cửa đợi chỉ có hai thầy trò ở trong đây thôi là cái người thầy và 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 chị này thôi mới đưa cho chị một cái cuốn một cái cuốn tập một cái cây viết rồi sau đó đó nha là nói là thầy thầy đọc cái gì là con phải ghi chính xác lại cái đó ha rồi ok ông mới ngồi ông khấn ông khấn chị nghe rõ ràng ông khấn là ờ à, tôi tên gì tên gì làm thầy sao sao ở vòng vòng ông nói rất là bình thường nha chứ không phải là mình nói là khấn theo cái kiểu mà kinh kệ không có ông nói bình thường ở trong nhà này tôi biết á, là có vong, nhưng mà không biết bao nhiêu vong. thì thôi bây giờ hiện lên đi rồi muốn cái gì đọc nói tên nói tuổi này nọ rồi đi để tôi biết trong nhà này có bao nhiêu vong rồi tôi tính tiếp cái cọng dây chuyền nó chạy nha mọi người nha hai cái tay của ổng á là ổng để hai bên như vậy nè chị này thì cầm cuốn tập với cầm cái viết nha mà chị nhìn vô đó cái cọng dây chuyền nó chạy lúc này là nó gom lại còn một cái cục gì nè y như con cuốn chiếu gì đó mà nó chạy nha mọi người nha mà cái mặt phẳng nha chứ không phải là nó để nghiêng để ngửa mình không nói mà nó mặt phẳng như vậy nè cái này mà những bạn nào từng đi cầu cơ rồi là sẽ biết cái này nó chạy nó chạy xong như vậy đó nha bắt đầu là chạy tới đâu á là ổng sẽ đọc cái đó mình cái này mình giấu tên, có tên đàng hoàng luôn mình xin giấu tên. Nguyễn ờ ừ, là Nguyễn Nguyễn Thị A, sinh năm 1980, hưởng dương 20 tuổi, à, là nữ. Rồi tới uh, Phạm Phạm Văn B, ờ uh, là uh, sinh năm 1985, rồi uh, mất uh, năm 1900 ở uh, uh, năm 1989 mấy nọ rồi hưởng dương mười mấy tuổi. Đó là ghi từ 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 hết là ghi được bốn người rồi ghi được bốn người rồi tới cái người thứ năm là phạm mình đặt lại một cái tên là phạm văn sê đi phạm văn sê sinh năm 1985 đó và mất năm 1990 mấy đó mà chỉ có hưởng dương 8 tuổi thôi đó thì cái người mà phạm văn b đó là cái người đó chính là cái vong nhi đó mọi người rồi xong ổng mới xếp lại xếp thành trang là xong hết ổng mới cầm của tàu ông coi lúc này ông cũng đọc đọc đọc, đọc rồi nói ừ thì uh, những cái vong này là những cái vong lớn à những cái vong lớn người ta đã mất lâu năm rồi thì không có vấn đề gì cả bây giờ là chỉ có cái vong nhỏ nè cái vong nhỏ là cái vong tội nghiệp nhất không có giữ đâu không có giữ đâu mà tội nghiệp nhất bởi vì đối khác và hợp với cái mệnh của con à hợp với cái mệnh của con thành ra đó là con có uh, ta không biết là con có thấy hay không nhưng mà có thể là nó đã tác động với con một số nào đó có thể là con có thấy mệt mỏi quể quải gì đó là nó dựa vô con đó chứ thật ra là ông thầy ông cũng không có biết là chị này có gặp hay chưa tại vì chị này đâu có kể chị này từ đầu tới giờ đâu có kể là ừ là con nghe tiếng kêu rồi con thấy đứng gầm cầu thang đâu có kể đâu rồi ông nói tiếp cái vong này đó là đang nằm ở dưới cái gầm cầu thang nè là coi như mình ông nói hết trơn luôn trời ơi ông nói tới đâu mà chị nổi da gà cục 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 tới đó hết trơn tại vì ông nói chính xác vô cùng đó dạ đúng rồi thầy ơi hôm hôm hồi sáng đó, hồi sáng đó thì con gặp đó là bông nhi tầm khoảng đâu à 8 tuổi đúng không thầy đúng rồi con nghĩ là cỡ đó. Con nghĩ cũng cỡ dưới 10 tuổi cái mặt trắng bóc hà. Đứng ở dưới gầm cầu thang đó, còn ngày hôm qua đó, ngày hôm qua là lúc con khai trương đó là con lúc mà con rửa chén đó là con có nghe kêu cô ơi cô ơi, cũng là phát ở đâu ở dưới cái gầm cầu thang đó. Trời ơi nếu mà thầy nói vậy là chính xác rồi rồi sau đó ông thầy này ông nói đó, tại vì nó, nó thì ta tưởng nó thì ví dụ như là Vông dữ này nọ đồ thì uh, ta không có làm được có thể là có thể là ta sẽ đưa cái số điện thoại cho một cái người thầy pháp khác để mà tới trấn yểm gì đó tất cả các cái đó thì con nói chuyện với họ nhưng mà thôi thì ta thấy là cái này cũng không có cần mạnh tay làm cái gì đâu à, cái này thì à, nếu mà con có thời gian nha bây giờ thôi ta đi về nó tao đi về xong rồi con chạy lên trên chùa đó rồi con lên chảnh là con xin những cái đồ nghề đó thì mình cũng không có rõ nữa nhưng mà ông thầy đó ông ghi ra giấy như vậy rồi lên trên chùa rồi xin những cái bộ đồ nghề đó về đây bắt đầu là mới đọc theo những cái bài kinh của ông thầy luôn rồi sau đó là mới thỉnh nha à mới thỉnh giống như là mời đó là mời năm cái người này đi lên trên chùa luôn à, mời cái năm cái người này lên trên chùa luôn nếu như mà họ không chịu đi mà cái dấu hiệu để nhận biết là họ không có chịu đi đó là một là con sẽ bán rất là ế hai là con sẽ tiếp tục thấy cái đứa nhỏ đó tại vì ở trong đó bốn cái người kia không có hiện ra cho con thấy đâu tại vì không có hợp chỉ có duy nhất cái đứa nhỏ mà phạm văn b đó nói đứa nhỏ như vậy thôi nhưng mà thời điểm đó là mất ở <laughs> sinh năm 1985 mà mọi người thì cũng rất là lớn tuổi rồi đó nhưng mà cái cái thể xác cái cái hình hài vẫn là một đứa nhỏ nếu mà tiếp tục hiện ra thì nói với thầy thầy sẽ kêu một cái người thầy pháp khác để mà xuống để mà tiếp tục làm những cái những cái chuyện khác ví dụ như là trấn yểm năng nỉ hay sao đó giống như những chuyện khác mình từng kể đó này đó là tính sau bây giờ là cứ mời họ đi cả à là cái gọi là rượu mời đó rượu mời không uống thì bắt đầu là sẽ đưa rượu phạt sao đó thì bắt đầu chị chiều hôm đó nha chị cũng bỏ thời gian luôn chị cũng làm giống như vậy đó cái quá trình thì cũng chạy lên chùa rồi xin những cái chị nói là những cái gì cái gì đó không biết nữa đó rồi xuống dưới đây rồi cũng lạp màn cúng ra rồi cũng mời cũng đọc đúng bốn cái tên đó nha ờ ừ, là ví dụ như là uh, Nguyễn Thị Nguyễn Thị A sinh năm nhiêu nhiêu mất năm nhiêu nhiêu gì đó ờ ừ, là về đây hưởng uh, hoa quả trái cây để mà tôi mời lên trên chùa tên chùa là cái gì ở đâu nhưng mà chị giấu hết tất cả những thông tin đó chị giấu hết bởi vì nó khá là nhạy cảm đó là mời lên chùa như vậy Đọc hết xong rồi Đó là tự động đem những cái mà chị xin trên chùa đó Đem về đó trả ở trong chùa Theo như là ông thầy ông nói là Những cái vong đó họ sẽ bám vào những cái vật đó, đó Mà cái vật đó là cái gì thì Thật sự là là chị cũng không có nói rõ Thành ra mình cũng không biết nữa Nó giống như là những cái miếng gỗ ngay sau đó thì không biết Đó là những cái vong đó họ sẽ bám vô trong cái đó Để mà đem lên trên chùa À còn được hay không thì chưa biết Nhưng mà sau đó rồi chị về Bán vẫn đắt và chị ngồi chị đợi Thật sự lúc đó là giống như là chị đợi luôn á Trước đó thì mình sợ Mình sợ mình không có dám mà là nó kêu nghe sợ nọ đồ Nhưng mà bây giờ là chị đợi Chị đợi xem chị còn thấy hay không Chị đợi xem cái vong nó còn kêu hay không Thì không còn kêu gì hết và bán thì vẫn đắt bình thường tới 29 30 Tết vẫn nghỉ qua Tết bán lại cũng đắt như bình thường. Đâm ra là chỉ biết có thể là những cái vong đó là họ đã chấp nhận rồi. À họ đã chấp nhận là họ đi lên trên chùa rồi thì cái câu chuyện này á, nó cũng kết thúc ở đây luôn à chị có nói thêm mà chị, chị cũng không có nói thêm là chị bây hiện tại bây giờ đó nha là cũng được năm sáu năm rồi thì chị còn buôn bán ở đó hay không thì cũng không biết luôn chị không có nói tới chị chỉ nói là cái câu chuyện nó kết thúc ở cái chỗ là, là đem năm cái vòng mới lên chùa rồi thôi và sau đó là buôn bán như bình thường còn tới giờ còn bán hay không á, thì mình cũng không biết tại vì chị không có nói ha mọi người ha rồi bây giờ á, là mình sẽ qua tới câu chuyện tiếp theo ha à, thôi trước khi mà qua câu chuyện tiếp theo thì mình cũng xin nói như vậy nè những cái hiện tượng ma ở ở trong những căn nhà này nọ một người kinh doanh đó thì tại vì cũng có rất là nhiều bạn cũng hỏi mình này nọ đồ thì thật sự là mình không có biết gì cả mình không phải là thầy bùa gì cả nhưng mà mình thường sẽ hướng dẫn mọi người lên kiếm một cái chùa nào gần đó lên hỏi sư thầy à có thể là sư thầy sẽ giải thích nó cặn kẽ hơn thì mình nói với mọi người nhưng giống như cái từ mình nói đó là rượu mời và rượu phạt đó Trước khi mọi người đừng có bao giờ nghĩ gặp ma rồi ừ thôi Kêu thầy Pháp tới trục này nọ đồ và bắt hồn nó này nọ đồ nghe vũ mập kể thầy Pháp đồ tới ghê lắm Làm cái là hồn bay phách tán, là lửa tam mụi nọ lum á Đừng có nghĩ như vậy mọi người mình đối xử với họ cũng giống như là người mình đối xử với người thì trước tiên đó nha là mình phải là rượu mời cái đã mình lên mình gặp sư thầy mình dán bùa hay là mình có thể mình xuống mình làm đồ cúng hành tâm lên mình mời họ lên chùa hay là mình mời họ đi chỗ khác hoặc có thể là ừ là họ cũng ở lại đó đi tại vì nhà của người ta người ta ở mấy chục năm nay trước khi mọi người tới mướn trước khi mọi người tới mua rất là lâu rồi ừ ờ, là nếu muốn ở đây thì mùng hai 16 tôi cúng này nọ đồ phù hộ tôi buôn bán này nọ là cho nó được chứ đừng có hiện ra ừ là nhà có người già trẻ nhỏ này nọ đồ để người ta sợ nên mình phải mời người ta trước rồi sau đó nữa thì họ không chịu hổ quấy phá nữa thì mọi người hãy tính tới những cái chuyện kia chứ đừng có phải mới vô cái là nghe vũ mập kể là kêu thầy pháp tới là bụp cái là xong là đánh cái là bay đi không có đừng có bao giờ nghĩ như vậy nha mọi người ha tại vì tùy nhiều khi là họ bông dữ quá thì nọ đâu, thầy pháp mà còn chạy mà khi mà thầy pháp chạy rồi thì mọi người cũng chạy theo luôn đi chứ mọi người đừng ở đó nữa nó rất là nguy hiểm mà mọi người ha rồi đó là những lời mình muốn nhắn gửi để cho mọi người có một chút xíu cái kinh nghiệm về tâm linh thôi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo cái câu chuyện này á, là chị kể một lần mà chị bị... À, không phải là bị hù mà bị chọc thôi. Kiểu như là những hiện tượng chọc thôi. Mà cái này cũng không phải là ở Việt Nam nữa mà ở bên Thái Lan mọi người lâu lắm rồi mình mới kể những chuyện ma bên thái lan à mọi người ha thì à, mình cũng kiểu như là những bạn nào mà có tết này đó mà có dự định đi thái lan đó thì mọi người có nghe được câu chuyện này thì mọi người cứ đi như bình thường đi à, miễn sao mọi người làm những cái thủ tục giống như là gõ cửa như mình đã từng nói trước rồi đó à, tại vì mình thấy trong câu chuyện này thì chị trúc chị không có làm cái hành động như vậy thành ra là có thể là cũng kiểu như là trùng hợp nữa trùng hợp một cái là chị lại vào đúng cái khách sạn và cái phòng nó có vong nữa chứ thật ra mọi người nghĩ ừ là nghe vũ mập kể thôi chắc là ken không có đi nó thôi đừng mọi người cứ đi bình thường mọi người không có gì hết trơn ha mọi người ha chỉ cần mình làm đúng cái thủ tục như vậy thì có thể là họ sẽ không có chọc phá mọi người đâu rồi cái câu chuyện này nó xảy ra vào tháng 9 năm 2019 lúc này thì gia đình của chị này là mới đi thái lan chơi cũng ba cũng bốn năm người gì đó ha lúc này đó thì cái đêm đầu tiên á mà chị ở bangkok á là chị không có thấy cái gì nhưng cái đêm thứ hai đó thì chị ở bên bách ta gia đó à thì lúc này đó ở khách sạn bắt đầu mới có chuyện đây là một khách sạn lớn 3 sao mười mấy tầng à thì uh, cái người đoàn người ta mới bút cho gia đình của chị đó nha bút cho gia đình của chị đó là hai phòng kế bên nhau luôn một phòng bên trái và một phòng bên phải cái phòng bên trái là cho ông ngoại của chị và một cái người gì trong gia đình nữa ở đó còn cái phòng bên phải đó là cho gia đình của chị là bao gồm chị con chị và mẹ của chị đó cái hiện tượng đầu tiên mà chị nói đó nha ở trong đó tổng cộng mình nói coi à, bà ngoại ở dưới ông ngoại người gì mẹ và con chị chị nó là năm người bốn cái người kia suốt ngày mở miệng nó trời ơi sao cái phòng nó lạnh quá vậy kêu lễ tân lên hả nó giảm má, nó nên tăng mới lạnh lên đi chứ lạnh quá chịu không nổi rồi nọ đồ là ai cũng nói cái phòng nó lạnh hết trơn mà riêng bản thân chị là chị nói là ơi chị nực chị nói xin lỗi chứ mình phụ nữ mà nhưng mà chị nói rất là chính xác luôn nha mồ hôi á mồ hôi nách này nọ đồ ha là coi như là nó, nó đổ ra luôn nó nực tới nổi như vậy tới nổi mà chị phải đứng kế bên cái máy lạnh á, thì nó đỡ đỡ chút xíu máy lạnh nó phà phà và ra đỡ chút xíu mà chỉ cách xa cái máy lạnh tầm khoảng cỡ một hai mét thôi là bắt đầu chị nực chị nói trời ơi mẹ làm sao vậy con làm sao vậy con với bà ngoại làm sao vậy cái phòng mình nực thấy bà luôn á, tưởng đâu máy lạnh hư tính gọi xuống dưới kêu lễ tân nó lên á. chuyển cái phòng khác nực thấy bà luôn nhưng mà con chỉ đứng nó rung nè trời ơi con lạnh muốn chết luôn à phòng này chắc uh, uh, cũng phải là 16 17 độ quá lạnh quá trời lạnh luôn chạy qua bên phòng ông ngoại ông ngoại cũng than lạnh luôn đó là phải kêu lễ tân lên phải chỉnh lại máy lạnh lên tầm khoảng cỡ 20 22 gì đó nhưng mà chị lại càng thấy cảm thấy càng ngày nó càng nực đó nhưng mà rồi thôi nực chút xíu thôi thì cũng cất đồ đạc ngủ nghỉ chút xíu thôi nha rồi cũng đi xuống đi chơi đi bời này nọ đồ ha vui vẻ cho tới tối hôm đó về vừa nực nội mà vừa di chuyển xe này nọ rồi từ bangkok qua bách ra thì hình như là mình nhớ đâu còn khoảng cỡ trăm mấy cây mình mình chưa có đi nhưng mình đã từng coi google map rồi à, thì sau đó là còn đi chơi nữa nó mệt mỏi vô cùng thì chị cũng nghĩ cái vấn đề đơn giản là bây giờ mình về tới mà mình cho con mình ngủ một cái thôi chắc mình cũng nằm phè mình ngủ luôn nhưng chị không có ngủ được mọi người chị không có ngủ được chị về chứ nó nó nực nội này nọ mà chị nằm chỗ chứ nói là chị muốn vô giấc dữ lắm nhưng mà chị không vô giấc được cho tới một giờ cái bắt đầu là chị mới cứng bụng chút xíu là chị mắc tiểu mà chị không dám đi tiểu luôn à chị nói là chị có cái cảm giác gì nó rất là bất an trong cái toilet đó chị không có dám đi tiểu nha đó nhưng mà lúc này là đèn trong phòng là bật sáng hết nha chị không có tắt đèn chị ngủ luôn đó tại vì giống như là chị sợ sợ sao đó cái cảm giác mà thì nghe từ đầu chuyện tới bây giờ rồi mọi người cũng biết là cái cảm giác chị này về tâm linh thì chị cũng đã có rồi Thành ra chị bất an như vậy nha, cho tới 2 giờ mấy là coi như cứng bụng quá, chịu không nổi rồi đó. Lúc này mới bò từ từ đi vô trong toilet để mà đi tiểu. Chị vừa tới đó ha mình nói, bắt đầu là chị ngồi xuống đây mà chị giải quyết vấn đề nha. Chị vừa ngồi xuống một cái thôi nha. Chị nghe ở ngoài phòng của mình, từ trong toilet chị nghe ở ngoài phòng của mình, cái tiếng bước chân nó chạy. Nó chạy, nó chạy giống như là nó chạy đua vậy đó. Y như mình nói là chạy mà cầu thủ đó banh mà chạy dí theo trái banh vậy đó. Chạy chạy quá trời luôn chị nói trời ơi, trời ơi, con mình sao nó không ngủ con chị con trai chứ nó trời ơi, trời ơi, con mình sao không ngủ mà giờ này con chạy ôm sùm nữa mà giờ mình đang nửa chừng thôi mình phải giải quyết cho xong tại vì cứng bụng hồi nãy giờ một tiếng rồi thành ra là hơi nhiều cho xong hết luôn nha chị mới đứng ra là bắt đầu là chị nói là chị ra chị chửi con chị tên ken nó ken giờ này sao không ngủ mai còn đi chơi gì nọ đồ nha mở cái cửa ra một cái cái phòng nó im ru mọi người ơi không có ai hết con chị nằm ngủ chu có mỏ lên ngái khò 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 ngon lành luôn không có bất kỳ hiện tượng gì hết mà chị nói đó nó chi tiết tới cái nỗi mà chỉ đứng kế bên cái cửa rồi chị dịnh cái tay cầm lên cái cửa toilet rồi mà chị còn nghe cái tiếng nó chạy giỡn rầm 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 ngoài đây vừa mở cái cửa một cái cạch đú cái đầu cái ken tính là kêu ken một cái vừa cái miệng vừa mở chữ ken một cái thôi nó im ru là chỉ tích tắc trong vòng một giây mở cái cửa ló cái đầu ra thôi đó là im ru không còn nghe cái gì nữa biết rồi tới đó là biết rồi ha nhưng mà thôi mình cũng quen rồi ha bây giờ mình về đây không lẽ giờ mình kêu rồi mẹ mình dậy rồi mình kêu con mình dậy nói chuyện ma cỏ mất công thôi cũng lên giường nằm ngủ lại tiếp tục không ngủ được nhưng mà không chị tầm khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ á thôi đó nha bắt đầu là chị nghe trên cái đầu nằm của mình thì ở trên cái đầu nằm của chị là chính là cái bức tường mà cái bức tường đó là ở là nó kiểu như là chung với là cái bức tường ở cái phòng kế bên trái của chị mà cái phòng bên trái của chị là phòng của ông ngoại và cái người gì ông ngoại và người gì là cũng là hai người cũng là đã là, là lớn tuổi rồi bắt đầu lúc này chị nghe từ trong vách tường nó phát ra âm thanh là có két này nọ két 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 giống như là kéo bàn kéo ghế đó à giống như là cái mặt sàn của mình mặt gạch của mình đó mà mọi người kéo cái bàn mà nó phát ra cái âm thanh như vậy đó nó két 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 chị cũng nghĩ ở trong đầu nó trời ơi sao ông ngoại với gì làm giờ này mà cái gì mà mà di chuyển đồ đạc gì tùm lum tùm la vậy ta trời ơi trong phòng này phòng khách sạn ba sao thái lan mà nước người ta ai biết cái quy định ra làm sao cái bản quy định toàn là tiếng anh tiếng thái không mà đâu có biết đọc mà nhiều khi là di chuyển đồ đạc người ta phạt một cái cái bàn mà nó 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 chạc cho mấy, mấy triệu bạc là chắc chết luôn nữa là trong lòng của chị đó là chị tính là chị đi qua bên đó để mà chị nhắc nhở rồi nhưng mà lúc này tự nhiên cái linh tính của chị sao đó nha tại vì hồi nãy mình mới vừa nghe tiếng chạy giỡn rồi biết đâu không phải ông ngoại sao biết đâu là ma sao chị nằm chị đợi tiếp mọi người tin không? cái tiếng kéo bàn kéo ghế đó là nửa tiếng đồng hồ nửa tiếng đồng hồ thì chị nghĩ đơn giản thôi mọi người nên nó rất là logic thôi tại vì phòng khách sạn thì phòng nào cũng như phòng nấy giữ lắm là cho hai cái bàn còn không cho nhiều đi bàn khách bàn trang điểm rồi à, mình cho là cái bàn làm việc đó đi à, khách sạn xịn cho bàn làm việc luôn đi giữ lắm ba cái bàn Ủa mà ông ngoại với lại người gì đó làm cái gì mà cứ kéo tới kéo lui kéo tới lùi, kéo lui mắc cái mớ gì kéo tới kéo lui hoài kéo nửa tiếng đồng hồ đúng không đâu phải là dọn phòng hay cái gì đâu mà cứ có cà két có két mà nửa tiếng đồng hồ logic nó rất là đơn giản mình phân tích rất là đơn giản ông ngoại với gì làm cái gì mà kéo tới kéo lui không lẽ giờ hai người đó quýnh lộn với nhau đúng không mà nghe quýnh lộn với nhau là phải nghe tiếng bước chân nghe tiếng chửi thề nọ đâu chứ nhưng mà tại sao mà cứ có két có két nửa tiếng đồng hồ luôn biết rồi lúc này biết rồi rồi cũng nằm nó gán vô giấc nha cho tới 4 giờ rưỡi sáng đó là chị mới vô giấc được mà không phải là một giấc ngủ ngon lành mà tại vì nó quá mệt mỏi đi mới ngủ được đó tại vì nó mệt lắm rồi chìm vô giấc ngủ tới sáng hôm sau thì 7 giờ mấy bắt đầu là bên đoàn người ta đã thông báo rồi nọ rồi đó mà đi chơi rồi đó là bắt đầu chị mới ngồi vậy nha chị mới đi qua chị hỏi ủa ông ngoại với lại gì tối hôm qua có kiểu như hỏi là hỏi chơi chơi thôi chứ biết mà hỏi ủa ông ngoại gì tối hôm qua có kéo bàn kéo ghế không Nói trời trời Lúc mà tao lên phòng lỡ bên trưởng đoàn có nói tao Ủa nó chưa nói với mày hả Trời ơi bên này trời ơi tao nói cái khăn tắm á tao, tao còn không có dám chùi mà nó mạnh sợ sợ rách nữa đó. Trời ơi cái gì khách sạn gì mà cái quy định quá trời quy định Làm gì dơ khăn cũng phạt tiền này tính ra tiền việt là đâu cũng mấy trăm ngàn Rồi di chuyển đồ đạc này nọ đồ là phạt tùm lum tùm la Tao vô đây trời ơi đi khách sạn gì mà đi như, như ở tù vậy không có làm gì được hết trơn Sao tao dám kéo đồ kéo đạc mày mà cái bàn đó trời ơi bàn bàn gỗ mà nặng ì tao cái gì mà sao mà đẩy đâu mà làm gì mà đẩy bàn làm gì mà vụ gì vậy con cũng im ru luôn đâu có dám kể mọi người ráng chịu đựng luôn chứ biết làm sao mà chỉ hỏi là chỉ hỏi cho có thôi hỏi cho giống như là mình dụ như là cũng 99% rồi mình hỏi thêm đến một trăm phần trăm mình biết đó là ma chứ rất là vô lý trời ơi kéo bàn kéo ghế mà nửa tiếng đồng hồ không ai khùng mà đi kéo bàn kéo ghế nửa tiếng đồng hồ chưa tính là ông ngoại gì cũng rất là lớn tuổi rồi đó rồi lúc đó chắc chắn là ma rồi chứ còn gì nữa mọi người. Rồi sau đó cũng chơi xong bắt đầu là về lại à, về lại Việt Nam ha. Thì ở trên cái à, ở trên cái cái, cái 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 xe để mà đi ra đi đi ra ngoài sân bay đó thì cái người hướng dẫn viên du lịch thì người ta cũng có hỏi những cái câu kiểu như xã giao thôi ừ là tối mọi người tối hôm qua mọi người ngủ có ngon hôm này nọ rồi đó. Thì cả xe là ngon, vui kiểu như là mình trên xe mà đoàn đi là ngon này nọ đồ cái ông kiểu như ông hướng dẫn viên này không biết là ông có cố tình hay không hay là ông kiểu như là ông đang hứng khởi không cái ông bắt đầu ông nói mà ông lỡ miệng ông nói và mọi người không có thấy cái gì hết trơn hả đó tự nhiên ông hỏi vậy cái bắt đầu nguyên xe im ru rồi nọ được cái ủa thấy gì là là, là thấy gì cậu mày nọ rồi á thì bắt đầu cũng có vài người người ta trả lời không không cái nguyên xe cũng không 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 thì chị chút thì chị im ru và chứ đâu có nói gì đâu đó cái bắt đầu ông hướng dẫn viên này ông nói trời mọi người hên quá vậy ổng chỉ nói như vậy thôi đó cái mặt của ổng giống như là sượng sượng á trời ơi sao mọi người hên quá vậy cái ông quay lại ông tiếp tục nó ờ à là cảm ơn mọi người đã tham gia chuyến đi du lịch này theo kiểu như là những cái tác nghiệp những cái những cái ấy của của hướng dẫn viên thôi đó nhưng mà khi mà cái người hướng dẫn viên người ta nói như vậy thì lại càng khẳng định thêm là cái khách sạn đó là có chứ phải là không đó thì thôi đó cũng là kết thúc cái câu chuyện này luôn nhờ nhân đây thì mình cũng nói cho mọi người đó thì từ đầu chuyện này thì mình không có nghe chị này chỉ nói là về cái việc gõ cửa gì cả ha, mọi người ha thì uh, chắc có thể là chị quên như vậy và thứ nhất là cái thứ hai nữa mọi người cũng an tâm đi bởi vì chị trúc này chị là một cái người rất là yếu vía từ hôm qua tới bây giờ mình kể cũng đã gần 10 câu chuyện thì chị là yếu vía cực kỳ rồi đâm ra là chị mới dễ thấy như vậy chính thành ra mọi người cứ yên tâm đi À, còn nếu mà nói nếu mà để mình nói thẳng thẳng thừng ra luôn đó nha mọi người đi du lịch ở khách sạn ngoài á mình nói là chỗ nào cũng có chứ cái chỗ nào cũng có cả quan trọng là họ có muốn chọc mọi người hay không hiền hay dữ hay nọ đồ hay không đó chứ còn chỗ nào mà không có mọi người thành ra là mình mới nói với mọi người là ừ là nên gõ cửa ba cái trước khi vào này nọ rồi đó là làm những cái thủ tục gõ cửa như vậy những bạn nào mà chuyên đi du lịch thì chắc chắn không bao giờ quên cái chuyện này đó thì mình cứ mình cứ dẫn cái tâm mình thôi À, tâm mà dẫn thì ma quỷ cũng phải nể vài phần tâm ra mình cứ dẫn tâm mình đi chơi vui vẻ chứ đừng có mà nghe chuyện ma mình không có hy vọng như vậy đâu mình kể chuyện ma để cho mọi người giải trí để cho mọi người biết được ừ trên cuộc đời này nó có rất là nhiều những câu chuyện ma xung quanh chúng ta chỉ như vậy thôi chứ không phải là ừ là kể để hù mọi người để dọa mọi người đâu Chứ ừ để cho mọi người đừng có đi đâu chơi hết nghe đà lạt có ma không đi nghe vũng tàu có ma không đi nghe đà đẳng có ma cũng không dám đi đừng có nên như vậy nếu mọi người đã xác định sợ ma rồi thôi ở nhà đừng đi đâu hết trơn tại vì chỗ nào cũng có và ngay cả căn nhà mọi người đang ở chưa chắc gì đó không có mọi người đó thành ra cứ vững tâm lên cứ làm đúng theo cái cách mình nói là gõ cửa này nọ rồi đó thì mình mọi người cứ đi chơi thoải mái không có gì phải lo ha mọi người ha rồi đó là chị thì chị còn tầm khoảng cỡ vài chuyện nữa nhưng mà bây giờ cái thời lượng nữa nó cũng đã quá dài rồi à, thành ra thôi chắc mình xin ngưng ở đây để ở tập năm cho 451 ngày mai thì mình sẽ tiếp tục kể cho hết cái câu chuyện của chị trúc luôn chị trúc chị gửi về rất là nhiều chuyện mình phải kể tới 3 tập mới hết được ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe tới bây giờ và cuối câu chuyện rồi mình cũng xin nói luôn thứ nhất thì như hồi nãy mình đã nói rồi mọi người cố gắng thì nên suy nghĩ kỹ trước khi mua hàng đừng có bơm hàng để mà mình phải mất cái tiền phí cước tiền phí đó thì mình thay vì mình trả cho bưu điện cho cái ông shipper chạy tới chạy luôn mà không được việc gì hết thì thôi mình lấy cái tiền đó cứ hai đơn là được trăm ngàn mình ra mình mua thùng mì mình cho người vô gia cư nó còn ý nghĩa hơn và cái thứ hai nữa thì nếu mọi người có cơ hội hay những chị nào mà anh chị nào mà đang đợi gần tết để mà mua những cái hàng đó để mà kiểu như sợ bị hư bị nội rồi đó thì bây giờ mọi người mua là được rồi ha tại vì tất cả những cái hàng mình là hàng mới không mà và đảm bảo với mọi người cái hạn sử dụng tất cả những cái món ăn mình đang bán luôn nha tất cả những món đó mình đều canh hết trơn rồi à mình đều canh hết trơn là đảm bảo cho mọi người là ăn tết bình thường Ăn, ăn qua tết ăn tới mùng 10 luôn cũng không sao hết trơn còn lạp xưởng với khô bò thì mọi người khỏi lo trời ơi trời còn tết ăn ba bốn tháng ăn 6 tháng còn không hư mọi người cứ yên tâm thành ra tới bây giờ thì mọi người có thể là mua được rồi để mình giao cho mọi người cho nó dễ có thể là giao từ 3 tới 5 ngày lận chứ sát sao quá mọi người tập trung vô mua đó thì mình sợ mình giao không kịp thứ nhất cái thứ hai nữa là không còn hàng để mà giao bởi vì thật sự tới bây giờ thì nhang cũng còn vài chục nói chung tất cả những sản phẩm mình cái gì nó cũng còn khoảng cỡ vài chục món không à có thể là vài ngày nữa hết cũng không chừng Ở thành ra nếu mà có cơ hội thì mọi người nên ủng hộ cho mình ngay từ bây giờ cho nó dễ ha thì muốn mua hàng của mình rất là đơn giản vào trong trang web ăn vặt vũ mập com và nhớ đừng bơm hàng nha mọi người nha tội nghiệp người ta lắm nha mọi người nha rồi cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vũ mập xin chào mọi người